chào quý khán giả đang theo dõi Chuyển động Đông Tây của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 2 năm 2022, nhằm mùng 3 Tết Nhâm Dần. Nhân dịp năm mới, thay mặt những người thực hiện chương trình, Huỳnh Như và Minh Thiện kính chúc quý khán giả một năm bình an, vạn sự như ý. Thưa quý khán giả, từ thuở tiền nhân khai mở đất phương Nam khoảng 300 năm trước, những cánh đồng lau sậy, lũy tre làng khoang du được người dân khai thác thành các sản phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt. Và cả miền sông nước hữu tình, muốn di chuyển phải có xuồng ghe, cứ thế hình thành các làng nghề truyền thống. Ngày nay, trước quy luật của thời gian, nhiều làng nghề mai một, nhưng ngọn lửa trong lòng của những người gắn bó nhiều thế hệ vẫn còn rực cháy trong tim. Đan lát mây tre là nghề truyền thống xuất hiện từ rất sớm trong cộng đồng làng xã Việt Nam, được truyền từ đời này sang đời khác. Sản phẩm cũng rất đa dạng, có những vật dụng không thể thiếu trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày như thúng, rổ, nơm bắt cá, mây bồ đựng, ví lúa, phên dậu. Mỗi sản phẩm làm ra đều có một quy trình nghiêm ngặt, đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ, trải qua nhiều công đoạn để đảm bảo hữu dụng bền lâu. Trải qua bao thăng trầm, ngày nay nghề đan lát mây tre vẫn còn tồn tại với quy mô hộ gia đình ở các vùng nông thôn. Rừng phương Nam thời ấy có nhiều gỗ quý dùng đóng chế tác những vật dụng quan trọng trong nhà, từ thờ cúng, giường hay bàn ghế, cột nhà, ghe, thuyền. Tại các cuộc đấu xảo quốc tế, có nhiều sản phẩm mộc cao cấp của Nam Bộ được vinh danh. Nghề mộc xưa đây quan trọng nhất là sự khéo tay, tinh tế, sáng tạo, tính thẩm mỹ cao. Ở Nam Bộ, hiện vẫn còn những ngôi nhà cổ nổi tiếng như nhà Trăm Cột ở Cần Đước, tỉnh Long An, nhà cổ Hương Liêm ở tỉnh Bến Tre, đình Bình Thủy ở thành phố Cần Thơ. Những kiến trúc này độc đáo ở chỗ, không dùng đinh sắt, chỉ dùng niêm cây, ghép mộng gỗ, nhưng rất chắc chắn, vững chãi, tinh xảo và thẩm mỹ. Những dòng sông chở nặng phù sa ở miền Tây bao đời bồi đắp màu mỡ cho vườn cây ruộng lúa. Thời Khẩn Quan, khi đường xá chưa hoàn thiện, việc lưu thông chủ yếu bằng đường thủy. Hầu như mỗi nhà đều có ghe xuồng để đi lại, giao thương, nên nghề đóng ghe xuồng thời ấy cực thịnh. Ghe xuồng ở Nam Bộ thường được đóng bằng gỗ sao núi, rất bền, có thể dùng hơn 60 năm. Những công xưởng đóng, sửa chữa với quy mô lớn, có tiếng tăm phải kể đến ở Nhà Bè, Cần Đước. Ngày nay, máy móc thay dần cho sức người, đường xá cũng thông thoáng hơn, nhưng giá trị văn hóa tinh thần ở những làng nghề vẫn còn nguyên vẹn. Lửa nghề trong tim những người sau ngừng ấy năm gắn bó vẫn mãi cháy để gìn giữ nghề truyền thống của tổ tiên ông bà. Câu chuyện của những người làm ra các sản phẩm thất gỗ này cũng vậy. Ngày nay, thất mica, thất inox bền đẹp được lòng người tiêu dùng. Nhưng ở làng thất Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, vẫn có những người tâm huyết luôn cố gắng giữ gìn cái nghề truyền từ thế hệ cha ông. Xuất phát từ việc tận dụng gỗ mù u thừa lúc làm nhà để làm thớt, vừa chắc chắn lại bền đẹp, nhà nào có dư thì đem bán. Thấm thoát 70 năm trôi qua, cha truyền con nối qua bao thế hệ. Làng thớt Định An tại ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp dần được hình thành và lưu giữ cho đến ngày nay. Hiện tại, dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thương lái cũng đặt hàng nhiều hơn. Làng nghề có dịp rộn ràng từ sáng tới tối, phải thuê thêm nhân công mới đủ để kịp cung cấp ra thị trường. Như là mình cũng muốn thêm nhân công làm vậy đó, mà thời gian ông kiện mình cũng tranh thủ mình làm ban ngày, rồi không kịp mình làm thêm tối vậy đó. Cho rồi đang người ta gấp, tại vì Tết ai cũng gấp đi, mình cũng tranh thủ mình làm cho kịp đang người ta đi vậy đó. Gỗ để làm thớt ban đầu là mù u, sau này có thêm xà cừ, me, xoài. Thế chừng thớt mù u vẫn được ưa chuộng và giá trị nhất. Tùy vào loại gỗ, kích thước lớn nhỏ mà thớt được thương lái thu mua từ 6.000 đến 35.000. Trước đây, tất cả các công đoạn đều được làm thủ công. Sau này, nhờ có máy móc, năng suất làm ra cũng cao hơn.
bỏ cười bột diệt, từ tìm gỗ, cưa khoanh, đẽo gọt, bào nhám rồi đem phơi một nắng. Bà Trần Thị Nhã, 65 tuổi, có gần 40 năm gắn bó với nghề làm thớt, chia sẻ. Người làm thớt quanh năm đội nắng, lại thường xuyên hít phải khói bụi nên chẳng mấy ai kiên trì, chủ yếu là lấy công làm lời. Tiền thuê nhân công từ 200 đến 250 ngàn đồng một người. Thế chừng sao nỡ bỏ được cái nghề gắn bó với gia đình bao nhiêu năm nay. Nói là trong nhà mình mà ở nhà là không nói mấy giờ chứ, mà ngoài người nào mà thấy mệt mình nghỉ. Tại vì cái này là cũng như mình nối nghiệp của ông già chồng. Đó mình làm cái này cũng là lấy cái này cũng như là cái nghề này là thành thế hệ cho con cháu đời sau từ từ tới vậy đó. Chứ bỏ thì nó cũng không có mặn thì nó ngay, mặn thì nó có đủ sống gì chứ không có năng dư giàu như người ta thì không giàu. Nhưng mà mình biết làm gói ghém thì nó đủ ăn đủ xài. Nơi đây còn cung cấp ghế nồi, bàn nạo, kệ điện thoại bằng gỗ. Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thớt nhựa đa dạng mẫu mã. Thế nhưng nhiều người vẫn chuộng thớt gỗ truyền thống hơn. Cứ như thế là nghề thớt Định An vẫn mãi duy trì và giữ gìn một nét đẹp truyền thống nơi vùng quê sông nước miền Tây. Phải tận mắt chứng kiến nỗi vất vả thì mới thêm quý sự cần mẫn chịu khó của những con người bao năm gìn giữ cái nghề truyền thống, phẩm chất lao động đáng quý của người Việt nói chung và người Nam Bộ nói riêng. Và cứ mỗi độ Tết đến xuân về, tiếng chài quét bánh phồng đã trở thành ký ức, hoài niệm của biết bao thế hệ. Tết quê xưa chủ yếu là những thứ món ăn dân dã, cây nhà lá vườn, nhưng có lẽ bánh vòng là món ăn và cũng là cách ăn Tết vui nhất mà nhiều người khó có thể nào quên. Về giới làng nghề bánh vòng Phú Mỹ ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, để nhớ một khoảng trời ký ức tuổi thơ ngày đất trời giàu xuân. Làng nghề làm bánh phồng nổi tiếng tại ấp Thượng Ba, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hiện còn khoảng 15 hộ duy trì hoạt động. Trung bình mỗi gia đình làm từ 5.000 đến 8.000 cái bánh, gấp 3 lần ngày thường. Ngoài việc lấy công làm lời thì mỗi hộ sẽ thuê thêm từ 3 đến 5 nhân công tại chỗ để làm cho kịp thời vụ. Công việc làm bánh phồng bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng kéo dài cho đến khoảng 7 giờ là xong. Nếp sẽ được nấu chín thành xôi, rồi dùng máy để quết cho đều, mịn. Sau đó sẽ có 4-5 người tham gia vào khâu cán bánh. Mỗi ổ bánh 15kg nếp, chỉ mất 20 phút là xong. Sau đó đem phơi nắng khoảng 4 tiếng, rồi lấy vào, áo qua lớp nước đường, đem phơi một lần nữa là hoàn tất. Cũng như cái nghề truyền thống của ông nội để lại cho ông già chồng. Rồi ông già chồng và ổng qua đời tới mình là cũng người từ ngày mình về mặn đây là 30 năm rồi. Chị Phạm Thị Thúy Loan là người trẻ tuổi nhất ở ấp Thượng Ba, thị trấn Phú Mỹ, theo nghề làm bánh phồng của gia đình chồng. Mặc dù mới theo nghề được 3 năm nhưng chị rất thành thạo. Theo chị Loan, bánh muốn ngon thì nếp phải trặc không pha trộn. Khâu quết bột phải kỹ, vô nước và nhào đều tay thì ổ bánh mới mềm mịn, sản phẩm sẽ ngon, không bị gióm cục. Ngày Tết thì nói chung là làm nhiều thì mệt, mà giống như là cái sản lượng, giống như mình làm quen rồi, mỗi năm mình trong những cái Tết đó, là mình sẽ có được cái dư ra nhiều hơn ngày thường vậy đó, rồi ai cũng trong cái Tết hết, mặc dù là cực nhưng mà ai cũng cố gắng hết. Nói chung là nghề của ông bà mà em thấy bây giờ bệnh dịch em cũng không biết sao nữa, cũng mong là được phát triển, được đi xa hơn nữa. Giá bánh bỏ sỉ từ 35.000 đến 60.000 đồng một tay, tức 50 cái, tùy loại bánh và tùy kích cỡ. Cứ 100 tay bánh sẽ thu được từ 3 triệu rưỡi đến 6 triệu đồng mỗi ngày. Năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng khi mai nở vàng rực gốc sân nhà là tiếng quét bánh phồng lại vang rền xóm nhỏ. Cứ thế hương xuân thấm đẫm một vùng quê. Mùi thơm hương nếp mới tỏa ra từ bánh phồng được lan truyền từ ngoài sân vào nhà. Bên tách trà, dĩa bánh phồng giòn tan, câu chuyện về Tết của người dân quê cũng bắt đầu từ đây. Khi những hạt mưa cuối mùa đã dứt, nhường cho cái nắng mát dịu của tháng 12, màu xanh non mơn mởn dịu dàng của cỏ cây, nếm thêm màu đỏ ao của những dàn lạp xưởng được đưa lên sân, báo hiệu Tết đang đến gần.
Theo lời ông bà xưa, món lạp xưởng bắt nguồn từ những ngày còn khó khăn. Mỗi năm mới xẻ thịt con heo để làm bánh tét, mâm cỗ. Số lượng thịt còn lại vì không có tủ lạnh, tủ đông như bây giờ, nên ông bà ta nghĩ ra cách chế biến thành lạp xưởng để bảo quản được lâu hơn. Và có lẽ là lạp xưởng được tạo hình thành từng khúc tròn dài săn chắc nên được dùng để làm quà hay được thưởng thức trong dịp Tết như mang ý nghĩa năm mới sung túc đủ đầy hơn. Trời An Giang, Minh Thiện và Quỳnh Dư mời quý khán giả cùng đến xã Mỹ Thành Nam, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang ghé thăm làng nghề lạp xưởng thơm ngon nức tiếng miền Tây. Trong những ngày này, nếu có dịp đi ngang Cái Lậy đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, hẳn ai cũng có thể cảm nhận rõ nét không khí sản xuất lạp xưởng, cảnh mua bán tấp nập của làng nghề. Tọa lạc tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, xóm lạp xưởng tươi dọc quốc lộ 1A hình thành khoảng 5 năm nay. Hai bên đường là các lò sạp lạp xưởng nằm cách nhau chỉ vài mét, từ xa đã có thể thấy những chiếc giá đỡ phơi lạp xưởng đỏ rực. Lạp xưởng Tám Vui của bà Nguyễn Thị Vui là cơ sở đầu tiên kinh doanh lạp xưởng tại đây. Ông Đặng Văn Triều, thợ chính chế biến lạp xưởng tại đây cho biết, nghề làm lạp xưởng là nghề gia truyền của mẹ ông lúc trước. Gia đình ông chế biến để bán cho các quán cơm ở Sài Gòn. Cũng theo ông, lạp xưởng năm nay vào vụ sớm, mới tháng 10 âm lịch là có khách đặt hàng, nên xuân này gia đình cũng đón Tết sung túc hơn. Vụ trước 2 tháng rồi. Đây 2 tháng, hơn 2 tháng rồi đó. Mà cái lượng nó tăng dữ lắm. Vì người ta đặt hàng nhiều mà. Vì khách khi mà người ta vừa khẩu vị đặt hàng. Thì mình làm đây là đặt hàng theo cái nhu cầu. Ngoài lạp xưởng truyền thống, còn có lạp xưởng hồ lô bi, sa tế, trứng muối. Và để đáp ứng nhu cầu thị trường, năm nay lò lạp xưởng Tám Vui còn cung cấp thêm sản phẩm lạp xưởng bò. Yêu cầu quan trọng và tiên quyết nhất của tất cả các mặt hàng mà cơ sở sản xuất là sạch và an toàn. Những ngày cận Tết vừa qua, mỗi ngày sạp cung cấp khoảng 1 tấn 2 đến 1 tấn rưỡi lạp xưởng tươi cho các tỉnh thành gần xa. Chị cũng phải tranh thủ đặng có hàng để mình dự trữ lại để cung cấp dịp Tết này. Năm nay hàng biến động cũng như là giá cả nó tăng nhiều hơn mỗi năm. Những ngày Tết, trong nhà người dân miền Tây lúc nào cũng có những khúc lạp xưởng ngon để cả gia đình thưởng thức và đãi khách tới chơi. Món ăn bình dị, dân dã này không chỉ hấp dẫn du khách phương xa, mà còn làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực của người dân miền sông nước. Thưa quý khán giả, quan điểm của nhiều người, ngày Tết là trong nhà phải đủ đầy, hạn chế mua thêm, cứ như thế một năm sẽ không thiếu thốn gì. Vậy nên nhiều gia đình có thói quen mua và dự trữ thật nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Không thể phủ nhận những tiện lợi từ thiết bị này mang lại, nhưng không phải ai cũng biết cách giữ thức ăn trong tủ lạnh sao cho an toàn mà vẫn giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Một số gợi ý bảo quản thực phẩm từ chuyên gia đảm bảo bữa ăn an toàn ngày Tết. Mời quý khán giả tham khảo. Những thực phẩm truyền thống như giò, chả, nem chua, bánh chưng, bánh tét thường được người dân mua trước Tết để dự trữ. Tùy thuộc vào đặc tính của từng loại thực phẩm mà người dân cần bảo quản chúng theo các cách khác nhau. Với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam, thực phẩm dễ bị vi khuẩn nấm mốc tấn công, dẫn đến hư hỏng và ngộ độc thực phẩm. Mọi người không nên tích trữ quá nhiều món ăn, chỉ mua vừa đủ, tránh lãng phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thịt tươi sống và gia cầm cần bảo quản ở chế độ đông mềm. Những loại thịt tươi sống như thịt bò, heo hay thịt gia cầm, nếu để trong gang đá có thể giữ được lâu ngày. Chúng ta cần phải làm sạch chúng trước khi cho vào gang đá tủ lạnh, bỏ vào hộp có nắp đậy hay túi kín hơi. Lưu ý một khi đã rã đông thịt thì bắt buộc phải chế biến hết số thịt được rã đông. Thịt bảo quản ở gang đông có thể lưu trữ khoảng 7 ngày. Tuy nhiên, thời gian đông đá càng dài thì độ tươi ngon của thịt sẽ bị giảm đi đáng kể. Đối với trái cây tươi, rau củ cần bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Sau khi mua về, loại bỏ những trái hỏng, rửa sạch, để ráo và phân thành từng loại riêng. Cho từng loại trái cây vào túi ni lông dùng để bảo quản thực phẩm hoặc gói lại thành những phần riêng và để trong ngăn mát tủ lạnh.
Với rau củ không nên rửa trước khi cho vào tủ lạnh và chỉ rửa trước khi sơ chế, vì quá nhiều độ ẩm sẽ khiến các loại hoa quả mọng nước dễ bị biến màu hư hỏng. Lưu ý, để thực phẩm tươi lâu thì mức độ ẩm trong tủ lạnh cần ổn định từ 30% đến 70%, kể cả khi phải mở tủ lạnh thường xuyên. Muốn rau tươi lâu nên để tủ lạnh ở nhiệt độ từ 10 đến 30 độ, vì vi khuẩn thường phát triển mạnh sau khi rau quả được bảo quản ở nhiệt độ trên 30. Ngược lại, nếu nhiệt độ thấp quá lại có thể khiến rau quả đóng băng, nhanh hỏng. Đối với cá, hải sản, do đặc trưng có mùi tanh khá nặng và dễ gây ám mùi tủ lạnh hoặc lẫn mùi sang thực phẩm khác. Khi bảo quản, phải bao bọc thật kỹ bằng nhiều lớp. Sau khi làm cá xong, có thể pha loãng chấm và đổ trực tiếp lên mình cá để hạn chế mùi tanh. Một điều vô cùng nguy hại là nhiều người có thói quen bảo quản thịt sống và một số loại hoa quả tươi trong tủ lạnh ngay sau khi mua về mà không sơ chế hay vệ sinh sạch. Điều này khiến cho các loại vi khuẩn và mầm bệnh từ thực phẩm có điều kiện phát triển. Việc làm sạch rau và bảo quản trong tủ lạnh là cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý để ráo nước trước khi cất vào tủ, tránh tình trạng rau bị đọng nước, dễ bị hư hỏng. Với thịt cá sống, cần sơ chế sạch trước khi bảo quản. Dù cất thịt sống vào ngăn mát hay ngăn đá trong tủ lạnh, đều phải bọc thịt thật kỹ để giữ được độ tươi ngon và tránh lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Khi lấy thực phẩm từ trong tủ lạnh ra, chúng ta thường có thói quen cho vào nước nóng để làm tan đá. Cách làm này sẽ khiến tế bào bị dở ra, thoát ra ngoài cùng với nước, làm giảm chất dinh dưỡng của thực phẩm. Chúng ta nên cho thực phẩm từ gang đá xuống gang dưới để làm tăng nhiệt độ từ từ, sau đó mang ra ngoài thì thực phẩm sẽ tan đá và không bị mất chất dinh dưỡng. Việc bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo dinh dưỡng và độ tươi ngon sẽ giúp các mẹ chủ động hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí nhiều hơn trong việc chế biến. Cách bảo quản thực phẩm Tết được lâu, quan trọng nhất vẫn là nhiệt độ của thực phẩm. Nếu không, nên sử dụng thật sớm để thực phẩm không bị mất chất. Tạm quên đi những hình ảnh hàng ngàn container ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc trong những ngày cuối năm. Năm qua, nông sản Việt ghi dấu ấn bởi 10 loại nông lâm thủy sản mang về kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có ngành hàng thủy sản. Dịp đầu năm mới này, mời quý khán giả đến với Khánh Hòa, nơi có một doanh nghiệp chuyên nuôi cá chẽm hay còn gọi là cá dược. Và đúng như tên gọi của mình, bất chấp dịch Covid-19, hàng ngàn tấn cá này vẫn vượt đại dương để có mặt tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Australis Việt Nam cho biết đã dành 3 năm khảo sát vùng biển Việt Nam, cuối cùng thì chọn vịnh Vân Phong của Khánh Hòa này để định đô cho việc nuôi cá biển, đồng thời áp dụng cách nuôi cá hồi trên biển của Na Uy vào việc nuôi cá vược ở khu vực này. Vịnh Vân Phong là vùng biển phù hợp về mặt địa lý như nằm sâu trong khu vực kín gió, đặc biệt là nhiệt độ nước biển không ảnh hưởng đến việc phát triển của cá dược kể cả vào mùa đông. Lợi thế này giúp doanh nghiệp có thể xuất khẩu được cá quanh năm. Trên một vùng vịnh biển rộng lớn như Vân Phong, còn cá dược phát triển gần như trong môi trường tự nhiên. Nó khác với cách thức nuôi ở sông hoặc trong các đầm nước ngọt, rất dễ xảy ra dịch bệnh từ ô nhiễm môi trường. Mất chừng 30 phút ngồi xuồng máy từ cảng Hòn Khói, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là có thể tiếp cận với vương quốc cá dược tại khu vực Hòn Đen. Australis Việt Nam hình thành một vùng nuôi cá dược rất quy mô, từ khâu ươm giống đến cách nuôi cá, hoàn toàn được quản lý bằng máy móc tự động, hết sức chuyên nghiệp. Khu vực này có 5 trang trại, mỗi khu gồm 14 lồng bè, tổng cộng có 70 lồng. Sau 20 tháng là có thể thu hoạch mỗi lồng bè trên 300 tấn cá. Khi cho ăn, người điều khiển chỉ cần ấn nút là thức ăn theo ống chạy vào các lồng. Cán bộ kỹ thuật ngồi trên tàu cũng có thể biết được sức khỏe của từng con cá thông qua hệ thống camera đặt ở đáy nước. Camera robot gửi các thông số kỹ thuật từ thức ăn đến tình trạng của cá ở các lồng bè một cách chính xác nhất. Để đưa được 6.500 tấn cá dược có mặt tại Mỹ và một số nước khác như là Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản
trong năm qua là nỗ lực của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và những nông dân một nắng hai sương. Cùng với thủy sản năm qua, gạo cũng là một trong 6 mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ. Thực tế, từ khi cái tên ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới cách đây 3 năm, giá trị của hàng Ngọc Việt đang từng bước được khẳng định. Nhưng mà để đạt được kết quả này là một hành trình đằng đẵng 30 năm của những người đầy tâm huyết. Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Đây là kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua, người đã tạo ra hàng chục giống lúa mới, trong đó có giống lúa tạo ra hạt gạo được công nhận là gạo ngon nhất thế giới. Con đường tạo ra hạt gạo ngon nhất thế giới bắt đầu từ 30 năm trước. Suốt một cái thời gian dài sau cái đất nước giải phóng, đồng ruộng của Việt Nam đó thì nó chưa thuận lợi cho sản xuất lúa. Chủ trương của nhà nước là tăng cái sản lượng, chú trọng về cái sản lượng quá mức, cho nên quên về cái yếu tố chất lượng. Chúng tôi cũng đã hợp tác với trường Đại học Cần Thơ để nghiên cứu tuyển các giống lúa thôn. Và sau này để có thể đạt được một cái sự đồng thuận cao của xã hội đó, thì chúng tôi cố gắng cải tiến cái cây lúa, vừa nâng được cái phẩm chất gạo lên, vừa nâng được tính kháng bệnh lên, vừa nâng được năng suất lên, vừa nâng cái tính thích nghi lên. Thì đó là một cái hành trình kéo dài. Sau khi tập hợp đủ giống lúa bố mẹ từ các loại lúa truyền thống và từ các viện nghiên cứu quốc tế vào cuối năm 2002, ông Cua với các cộng sự vừa lai chọn vừa rút kinh nghiệm để xây dựng các tổ hợp lai mới, nghiên cứu tìm ra cây lúa kháng sâu bệnh, rồi lại nghiên cứu tìm ra giống lúa chịu mặn, chu kỳ ngắn, năng suất cao, rồi lai tạo giống để tìm ra hạt lúa đẹp, từ dáng đến hình đến vị. Thì quá trình vừa làm vừa học, mò mẫm và suy nghĩ, thì dần dần thì chúng ta phát hiện ra, thì 6 năm. 6 năm như chúng ta biết là nhà nước chúng ta rất là cẩn thận, thì đủ các quy trình khảo nghiệm VCU, khảo nghiệm DOS, công dựng sản xuất thử, công nhận sản xuất chính thức khoảng 4 năm. Từ những giống lúa ST đầu tiên đến ST24, rồi ST25 khiến ông tự hào khi trở thành gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Nhưng không dừng ở các giống lúa chất lượng cao, ông Cua cùng cộng sự bắt tay mở rộng dòng họ lúa ST sang các loại gạo dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe người bệnh. Tôi nghe phát biểu là của cái doanh nghiệp và của những người thân quen, họ nói họ ăn cái con này họ rất là hãnh diện, đây là con ngon nhất thế giới đấy. cái đó là cũng là cái niềm động viên ngược lại cho cái quá trình làm việc của mình. Công cuộc đi tìm khoa hậu gạo vẫn tiếp tục. Những bữa cơm thử gạo mới này diễn ra hàng chục năm qua do ông Cua đứng bếp cùng các cộng sự và hàng xóm mà họ gọi vui là đi tìm qua hậu gạo. Lúa thôn mình là đều phải con dài, nó là trắng, thơm. Thứ năm nữa nó là ngon ngọt. Số 1 thì sao? Số 1 thì cái mùi nó thơm. Cơm có hơi bở một tí. Như vậy á, mình xem như là mình đưa cái công thức nước số 2 đó hơi lố một chút, giảm 5% nữa. Dạ. Bác Hồ nói một câu mà tôi vẫn nhớ mãi, đó là khoa học là phải phục vụ thực tiễn, phải phục vụ cuộc sống của nhân dân. Đó là một câu rất là đơn giản và chúng tôi ứng dụng vô thực tế là và thực tiễn đã chứng minh rằng chúng tôi thực hiện đúng cái câu phát biểu của bác. Sau gần 30 năm xuất khẩu gạo với sản lượng hàng đầu thế giới, năm 2019, Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất gạo ngon nhất thế giới. Giống lúa ST24, ST25 được gieo trồng trên hàng ngàn hecta. Những bờ ruộng trên khắp ba miền Bắc Trung Nam bắt đầu quen với bước chân ông Hồ Quang Cua.
Gạo Việt được tôn vinh là ngon nhất thế giới, luôn là quốc gia đứng nhất nhì về xuất khẩu gạo. Và nay, giá trị hạt gạo qua bàn tay chăm chút của các nhà khoa học càng được quốc tế công nhận. Tại giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long, nơi những cánh cò xà xuống những cánh đồng bất tận, thì nay lại vươn mình chắp cánh cho hạt gạo Việt vươn khơi. Đường ra biển lớn được dày công bởi những nông dân và những nhà khoa học nặng lòng với hạt ngọc mang vị phù sa. Đến đây, Chuyển động Đông Tây của Truyền hình Hậu Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào bản tin tiếp theo.